Xin chào tất cả các bạn, chúng ta cùng đến với đề thi cuối học kỳ 2, môn tiếng Anh khối 11, chương trình thí điểm. Và đề thi gồm 3 trang, đây là mã đề 153 của Sở Đào tạo Vĩnh Phúc. Rồi câu số 1, đây chúng ta nhìn đây là phần kiến thức về trọng âm rồi. Kiến thức về trọng âm ở câu số 1, đây đều là các từ có hai âm tiết. Những từ có hai âm tiết nếu là danh từ, động từ thì thường trọng âm số 1. Cô xin lỗi, danh từ tính từ. Còn nếu là động từ thì thường trọng âm số 2. Ở đây chúng ta có từ reserve là giữ gì? Giữ lại, trọng âm số 2, động từ. Bamboo, mặc dù là danh từ nhưng cái đuôi o này sẽ nhấn vào chính nó. Conserve, bảo tồn, trọng âm số 2 và từ water số 1. Tiếp theo chúng tôi ta có câu 2. Câu 2 ở đây là các từ từ 3 âm tiết trở lên. Ở đây là đuôi x sẽ nhấn như sau: economic, trọng âm số 3. Đuôi y thì lùi về đó 3 âm tiết: photography, trọng âm số 2. Calculation, nhấn trước đuôi sin, trọng âm số 3, sự tính toán. Và conservation, trọng âm số 3, sự bảo tồn. Vậy sẽ chọn câu B. Tiếp theo chúng ta đến với bài đọc hiểu. Bài đọc hiểu thì chúng ta gần như là sẽ phải sẽ đọc câu đầu tiên để nắm được nội dung thôi. The warming of the Pacific Ocean creates weather patterns that affect the world. Cái cảnh báo những sự ấm lên của Thái Bình Dương đã tạo ra những cái hiện tượng thời tiết mà ảnh hưởng đến cả thế giới. Thì chắc chắn cái đoạn này nó sẽ liên quan đến những hiện tượng thời tiết rồi. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ nhanh chóng đi đến cái phần câu hỏi. Ở đây câu số 3 của chúng ta là topic. Topic là chủ đề thì chúng ta sẽ chưa làm vội các bạn nhé. Chúng ta làm câu 4. Cái nào không được đề cập đến là một cái ảnh hưởng của El Nino. Câu A, drought là hạn hán. Câu B, global warming là hiệu ứng nhà kính. Câu C, heavy rainfall là mưa rất là lớn. Và câu C, weak monsoon season, mùa gió mùa yếu đi. Vậy đây chúng ta sẽ xem là từ El Nino ở đâu nhé. Ở đây chúng ta thấy có từ đây, cái hiện tượng này thì chắc chắn là trên ngay từ đầu người ta đã đề cập đến rồi, và sau đó người ta mới định nghĩa là cái này gọi là El Nino. Khi mà nước ấm lên, lượng mưa ở Indonesia và những cái khu vực xung quanh là giảm. Australia có thể thậm chí trải qua hạn hán. Vậy hạn hán có này. Mặt khác ở Chile, cái mà giáp với Thái Bình Dương thì trải qua những cơn mưa bão rất là nghiêm trọng. Cơn mưa bão rất nghiêm trọng. Rồi, ở Pakistan và ở phía Tây Bắc của Ấn Độ, những hiện tượng thời tiết khiến mùa gió mùa yếu hơn. Vậy câu đi của chúng ta đúng rồi. Và khiến cho mọi thứ khô hơn. Vậy chắc chắn là đây là khô hạn rồi. Vậy chỉ còn duy nhất là câu B, hiệu ứng nhà kính, không liên quan. Câu số 5, câu nào sau đây thì không được đề cập ở trong đoạn văn? Câu A, El Nino là tên của một nhà dự báo thời tiết. Câu B, El Nino được sử dụng bởi các nhà dự báo thời tiết. Câu C, El Nino đang xảy ra ngày càng liên tục với tần suất ngày càng liên tục hơn. Và câu D, El Nino đã khiến cho Trung Mỹ ấm hơn. Cái vùng trung tâm của nước Mỹ đấy, vùng trung tâm của nước Mỹ ấm hơn. Vậy đây chúng ta vẫn xoay canh El Nino các bạn nhé. Rồi, đầu tiên cái hiện tượng này được gọi là El Nino, và nó được sử dụng bởi các nhà dự báo thời tiết. Vậy ở câu này, cô thấy đây câu B đúng rồi. Câu B đúng rồi. Chúng ta đọc tiếp nhé. Các nhà dự báo thì thấy rằng El Nino sẽ mang lại những cơn mưa sẽ gây ra đấy. Những cơn mưa không bình thường đối với khu vực Tây Nam của nước Mỹ, và cùng với lúc đó lại khiến cho khu vực miền Trung của đất nước Mỹ khô hơn. Vậy đây chúng ta có câu D là đúng rồi. Vậy chúng ta xem câu A và câu C ở câu nào đúng không nhé. El Nino bản thân nó thì có thể dự đoán được. Nó thường là xảy ra cứ 2 năm hoặc là 7 năm một lần. Nhưng bây giờ cái hiện tượng thời tiết này đang ngày càng trở nên liên tục dồn dập hơn. Vậy thì constant đúng rồi. Do vậy El Nino không phải là tên của một nhà dự báo thời tiết. Câu số 6, cái từ predictable người ta đã in đậm. Từ này có nghĩa là dự đoán được.
Bởi vì ở sau người ta đã đưa cho mình thông tin, nó thường xảy ra 2 năm hoặc 7 năm một lần, vậy thì có thể dự đoán được từ predict. Vậy ở đây chúng ta có từ đồng nghĩa là từ foreseeable, có thể nhìn trước được, đoán được. Còn surprising là đáng ngạc nhiên, avoidable là có thể tránh được và unexpected là không mong muốn. Câu số 7, cái vùng nào sẽ bị ướt một cách ẩm ướt một cách bất thường, abnormally trạng từ một cách bất thường. Trạng từ thì sẽ đứng trước ở xen giữa động từ to be và tính từ. Chúng ta có Indonesia này, Pakistan này, phía tây nam nước Mỹ hay là Australia. Vậy chúng ta sẽ tìm các thông tin nhé. Thì đây chúng ta sẽ đọc, có thể đọc thiên toan đến mưa hoặc là chúng ta đọc tên các nơi thôi. Thì ở đây chúng ta thấy là đây, liên quan đến đoạn này là chúng ta thấy có Nam Mỹ này. Chúng ta thử đọc xem thông tin có khớp không, nếu mà khớp là đúng rồi. Các nhà dự báo thời tiết biết rằng El Nino sẽ mang lại những cơn mưa bất thường, đúng không? Đối với cái miền Tây Nam của nước Mỹ. Vậy ngay cái thông tin này chúng ta đã thấy đúng rồi. Ở đây chúng ta sẽ chọn câu C nhé. Muốn chắc chắn hơn thì bạn có thể kiểm chứng lại câu A, câu B và câu D không phải đáp án. Rồi chúng ta chuyển đến câu 8. Bài này là chọn từ đồng nghĩa. Chúng ta sẽ đoán trên ngữ cảnh hoặc là kiến thức chúng ta biết. A small whale population is at risk due to hunting. Cái số lượng cá heo này thì at risk gì đó due to bằng với because ở cộng danh từ hoặc là verb in do săn bắn. Vậy từ risk ở đây là rủi ro, là nguy hiểm. Vậy đây mình sẽ chọn từ in danger, đúng không? Còn on purpose là có mục đích, at hand là sẵn sàng và in use là sử dụng. Chúng ta đến với câu chức năng giao tiếp, câu số 9. What sport do you like? Bạn thích môn thể thao nào? Thì mình phải đưa ra một môn thể thao. Ở đây mình sẽ chọn luôn câu A. Well, I love volleyball and soccer. Tớ thích bóng chuyền và bóng đá. Number 10. John, wow, what a nice coat you're wearing. Cậu mặc một cái áo khoác thật là đẹp. Vậy thì khi người ta khen mình thì mình sẽ cảm ơn. Nào, mình sẽ cảm ơn. Thanks, my mother bought it for me. Cảm ơn, mẹ tớ đã mua nó cho tớ đấy. Rồi chúng ta chuyển đến bài đọc bài liên quan đến từ vựng và ngữ pháp em nhé. Trọng tâm của học kỳ 2. Câu số 11. Yesterday, I fell work late because I just set my alarm. Ngày hôm qua tôi đã đến nơi làm muộn bởi vì tôi trước đó tôi đã quên phải đặt chuông. Thế đây chúng ta thấy yesterday chắc chắn là quá khứ hết rồi, đúng không? Quá khứ thì chúng ta sẽ học nhấn trọng tâm vào kiến thức chúng ta học. Ở đây có thì quá khứ đơn và quá khứ hoàn thành. Nếu mà việc nào xảy ra trước thì chúng ta sẽ chia quá khứ hoàn thành, còn cái việc còn lại sẽ chia quá khứ đơn. Ở đây chúng ta thấy cái việc đặt chuông, quên đặt chuông xảy ra trước, vậy thì về sau chúng ta sẽ phải chia have forgot, và vì còn lại chúng ta chia quá khứ thôi. Câu số 12, đây là cấu trúc của câu trẻ rồi. Đó chính là ở Nghệ An, mà nơi mà Hồ Chủ tịch đã sinh ra và lớn lên, Bác Hồ đã sinh ra và lớn lên. Thế đây chúng ta thấy là to which và to when ở đây thì chúng ta không dùng bởi vì đang là địa điểm. Có rất nhiều bạn thắc mắc tại sao không dùng từ where. Chúng ta sẽ không dùng bởi vì là có in, và trong câu trẻ chúng ta đa phần là rất hay dùng từ that với từ who các bạn nhé. Câu số 13, either John or you responsible for the things that happened. Hoặc là người này hoặc là người kia phải chịu trách nhiệm về những điều đã xảy ra. Thì ở đây chúng ta có cái cấu cụ là từ nối là either và or, thì chúng ta sẽ chia ra chủ đứng sau, được chưa? Bởi vì cái từ happen là quá khứ rồi, vậy đương nhiên chúng ta sẽ chia quá khứ, một là A, hai là B. Thì cái từ you thì chúng ta sẽ chia là were. Câu số 14, I smoked when I was young. Tôi hút thuốc khi mà tôi còn nhỏ, ít tuổi. Vậy thì ở đây chúng ta chia quá khứ rồi. Ở đây chúng ta có hai cụm chúng ta cần nhớ. Ở đây chúng ta có hai cụm. Thứ nhất là cụm từ used to cộng verb là đã từng làm gì, đã từng làm gì. Còn to be hoặc là to get used to cộng verb in thì là quen với việc gì, chúng ta phân biệt nhé. Vậy câu A loại bởi vì sau đó là smoking. Câu C, câu D cũng thế. Vậy đây sẽ chọn là câu B thôi nhé. Đã từng làm gì thôi. Câu số 15. D is air, water and land in or on which people, animals and plants live. Cái gì đó là không khí này, nước này, đất này, nơi mà con người, thực vật và động vật sống. Thế đây chúng ta có consequence là hậu quả, ảnh hưởng. Từ planet là hành tinh, từ environment là môi trường, và resource là nguồn. Vậy đây chính là môi trường.
Câu số 16. Don't worry, we'll have to wait a little longer because I'm sure he'll soon. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ phải đợi lâu hơn một chút bởi vì tôi chắc là anh ấy sẽ sớm thôi. Vậy đây chúng ta có cụm động từ. To turn down là từ chối, vặn nhỏ. To turn into là biến thành. To turn in là vào và chúng ta chọn từ turn out là xuất hiện. Câu số 17. My mother always the first off and the last to bed. Ở đây chúng ta thấy the first and the last, rồi nhìn các động từ chúng ta thấy đây là mệnh đề quan hệ dạng rút gọn đặc biệt. Dạng rút gọn đặc biệt. Bình thường chúng ta sẽ có câu đầy đủ là who always the first gì gì đó, who get đúng không? Who get off and the last who gì đấy. Nhưng ở đây những cái từ mà chỉ thứ tự này so sánh thì chúng ta hay dùng là to verb, dạng to có infinitive luôn. Thì ở đây là the first to get and the last to go. Mẹ tôi luôn luôn là người thức dậy đầu tiên và người đi ngủ cuối cùng. Câu số 18 là kiến thức về câu hỏi đuôi. Câu hỏi đuôi các bạn nhớ cho cô là câu hỏi đuôi gồm hai thành phần. Trước nó có dấu phẩy, đầu tiên là trợ động từ. Trợ động từ chia theo thì và chia theo chủ ngữ, và sau đó là thành phần thứ hai là đại từ nhân xưng. Đại từ nhân xưng, đại từ nhân xưng ví dụ như là I, with they, she, it sẽ không dùng tên riêng. Vậy đây chúng ta thấy là cái vế đại từ nhân xưng người ta đã đưa hết cho mình rồi. Vế đại từ nhân xưng là he người ta đã bê sang rồi. Vậy thì chúng ta chỉ cần xác định trợ động từ thôi. Ở đây các bạn nhìn cho cô đầu tiên từ goes. Từ goes ở đây là chia thì hiện tại đơn và nó là động từ thường. Vậy chắc chắn trợ động từ của nó phải là do hoặc doesn't. À cô xin lỗi, trợ động từ ở đây là chắc chắn là does hoặc là doesn't, dạng khẳng định và phủ định. Được chưa các bạn? Lại câu A, câu C đi đã. Ở đây người ta lại thêm cho mình từ seldom. Không phải tự nhiên người ta thêm. Từ seldom ở đây có nghĩa là hiếm khi. Bản thân nó đã mang nghĩa phủ định rồi các bạn. Vậy thì ở đây nó đã hiểu là he doesn't go rồi. Vậy chúng ta sẽ phải chia khẳng định là does he nhé. Câu này rất hay thi các bạn lưu ý. Rất nhiều bạn sẽ chọn doesn't he, nhưng không đúng bởi vì the seldom đã mang nghĩa phủ định. Câu số 19. The woman to my mother is my teacher. Ở đây chúng ta có chủ ngữ là the woman. Động từ chính là từ is. Vậy thì ở đây chúng ta để kết nối như thế này thì chúng ta sẽ không dùng một động từ chia ở dạng bình thường thì bình thường, mà chúng ta sẽ phải chia dạng verb in này, verb ed bị động này, hay là mệnh đề quan hệ dạng đầy đủ. Vậy đây cô sẽ loại câu đi với câu be đầu tiên, bởi vì không thể tồn tại song song hai động từ trong một câu như thế này. Được chưa? Động từ chính của ta là is rồi, và chúng ta sẽ phải biến đổi. Ở đây chúng ta thấy là người phụ nữ mà nói chuyện thì là mang nghĩa chủ động rồi, thì chúng ta có thể sử dụng câu she. Nhưng câu she người phụ nữ số ít thì cái từ talk là phải thiếu s. Ở đây có s thì đúng, không có s thì sai. Vậy đây chúng ta sẽ dạng rút gọn luôn, dùng talking dạng verb in, mang nghĩa chủ động, dùng luôn động từ dạng verb in. Câu số 20. Many plants and animal species are now in danger of. Rất nhiều các loài thực vật và động vật đang có nguy cơ gì đó. Thì ở đây chúng ta có cụm in danger of, nó giống như là từ dangerous rồi in danger mình phát sinh đấy. Thì đây là cụm có nguy cơ gì đó thì chúng ta phải cộng danh từ. Thì đây cái từ extinct là tính từ, câu xin loại nhá. Extinguishing là dập lửa cũng loại. Vậy chỉ còn câu A với cả câu B thôi. Có nguy cơ gì đó đúng nào? Rất nhiều loài sinh vật và động vật thì ở đây chúng ta dùng là có nguy cơ tuyệt chủng, những cái cụ đi với nhau thôi. In danger of extinction. Được chưa? Còn disappearance thì là biến mất thì trong một số trường hợp thì cũng dùng được, nhưng nếu mà cái từ chuẩn nhất hay nhất ở đây là extinction. Câu số 21. Had he told me that he's going to drop out of college. I eat. Ở đây chúng ta thấy cái cụm đầu tiên là drop out, rồi cụm động từ vùng 3, 2 giới từ, có nghĩa là bỏ học đấy, bỏ học đại học. Ở đây chúng ta thấy cấu trúc của câu điều kiện loại 3. Câu điều kiện loại 3 dạng đảo ngữ. Dạng đảo ngữ thì người ta đảo cái vế mà đảo ngữ ở đây. Câu điều kiện loại 3 thì có ghi cấu trúc thông thường nhé của câu điều kiện loại 3 này các bạn. Đó là if cộng chủ ngữ cộng had cộng verb ed verb cụm 3, đây là quá khứ hoàn thành. Quá khứ hoàn thành đi thêm. Quá khứ hoàn thành. Vế còn lại thì sẽ chia là would hoặc là could, đúng không? Have cộng verb ed verb cụm 3. Rồi. Câu điều kiện loại 3 diễn tả cái sự việc gì đó hoặc là cái việc gì đó không thể xảy ra ở quá khứ.
đặt quá khứ đơn rồi chúng ta phải lùi về một thì về if là quá khứ hoàn thành, với còn lại là would have cộng verb ed vào cột 3. Nếu câu câu đảo ngữ của nó thì chúng ta đảo ngữ ở cái phần có chữ if thì chúng ta sẽ bỏ if đi, đảo h lên trước chủ ngữ, với còn lại giữ nguyên. Vậy thì đúng theo công thức của câu điều kiện, kể cả đảo hay không đảo, về còn lại chúng ta vẫn phải chia là would cộng have cộng verb ed vào cột 3 thì mỗi câu này đúng thôi. Được chưa? Rồi chúng ta chuyển đến bài bài đọc đục lỗ các bạn nhé. Những lo lắng liên quan đến môi trường. Ở đây chúng ta thấy câu 22, đây là kiến thức về từ nối rồi, chúng ta phải dịch. Và dựa vào cấu trúc nữa, chúng ta có despite thì sẽ cộng verb in, despite cộng verb in hoặc danh từ, verb in danh từ. Chúng ta có từ yes sẽ có thể ở đây nó cộng chủ ngữ cộng động từ, nó có nghĩa là do. Tuy nhiên ấy, although cũng cộng chủ ngữ cộng động từ nhưng có nghĩa là mặc dù, và still thì ở đây là vận dịch là thường nó đi ghép một câu thôi. Trái đất thì là nơi duy nhất mà chúng ta biết trong trong vũ trụ cái mà có sự sống của con người. Những hoạt động của con người đang khiến cho trái đất không còn phù hợp để sống ở trên đó nữa. Rồi thì đây chúng ta thấy hai cái thông tin là mâu thuẫn. Trái đất là ủng hộ sự sống của con người, chúng ta dịch là tuy nhiên. Tuy nhiên ở đây có một từ đó là từ yet, tuy nhiên. Câu số tiếp theo nào, câu số 23 là cũng liên quan đến có thể là từ vựng ngữ pháp, chúng ta nhìn kỹ nhưng mà đây là ngữ pháp nhiều hơn. Khi mà cái thế giới ở phương Tây đang tiếp tục carry on, là tiếp tục tiêu thụ 2/3 những nguồn tài nguyên trên thế giới, trong khi một nửa dân số thế giới thì cũng đang tiêu thụ như vậy, đúng nào, để mà duy trì sự sống thì chúng ta đang ngày càng tàn phá cái nguồn tài nguyên đó mà chúng ta có, nguồn mà cái nguồn đó là cung cấp sự sống cho con người, giúp con người phát triển. Thế chúng ta có so as to hay so just to để mà làm gì cộng verb, được chưa? Rồi đến câu 24 của chúng ta là cấu trúc là liên quan đến ngữ pháp, được chưa? Chúng ta có either thì đi về are, neither thì đi về nor. Ngay ở đây chúng ta thấy từ or đây chúng ta đã chọn được either rồi. Được chưa? Mọi ở khắp mọi nơi thì những cái đất đai màu mỡ từ fertile hoặc tính từ thì hoặc có thể là được bồi đắp lên hoặc là trôi ra biển. Những nguồn năng lượng có thể tái tạo được renewable thì bị khai thác quá nhiều đến nỗi mà chúng sẽ không bao giờ phục hồi được hoàn toàn. Discharge ở đây là thải. Chúng ta đang thải các chất ô nhiễm ra ngoài không khí mà không mảy may suy nghĩ về hậu quả. Kết quả là hậu quả là chúng ta có cái cụm as a result. Thì hành tinh này thì ngày càng suy giảm chức năng của nó trong việc ủng hộ sự sống của con người, khi mà cái số lượng nhân loại đấy đang tăng lên và cái sự tiêu dùng thì đang ngày càng tạo nên những yêu cầu khắt khe, nên những cái nguồn nhu cầu mà cần thiết. Thì ở đây nguồn năng lượng cần thiết thì ở đây chúng ta có cụm thôi. Cụm ở đây chúng ta sẽ đi với demand, là make demand on, đặt ra những cái yêu cầu lên cái gì. Câu số tiếp theo nào, những nguồn tài nguyên của thế giới thì vẫn ở đó cho chúng ta sử dụng. Chúng ta cần nước này, thức ăn này, không khí, năng lượng, thuốc, cả cái ánh nắng, sự ấm, chỗ ở và cả khoáng chất để nuôi dưỡng chúng ta, khiến chúng ta thoải mái, khỏe mạnh và năng động. Vậy ở đây thì là make, bình thường chúng ta sẽ dùng make somebody cộng tính từ, các cái tay là tính từ nhé. Tuy nhiên nếu mà không có make chúng ta sẽ dùng từ keep, được chưa? Stay thì cộng tính từ luôn, maintain cũng cộng tính từ luôn, còn ở đây từ hold không dùng. Ở đây chúng ta có thêm các cái từ mới này, ví dụ là indefinitely có nghĩa là sử dụng được không hạn chế đấy. Excessively ở đây là sử dụng quá mức, run out ở đây có nghĩa là cạn kiệt. Rồi vậy chúng ta cùng đến bài tiếp theo là chọn cái phần sai và sửa. Đề bài thì không yêu cầu sửa nhưng chúng ta sửa chúng ta mới hiểu được. Câu số 27. After driving for 20 miles, he suddenly realized that he has been driving in the wrong direction. Sau khi lái xe trong 20 dặm, Sơn lái xe trong vòng 20 dặm, anh ấy bất chợt nhận ra rằng anh ấy đã lái sai hướng. Vậy ở đây chúng ta thấy là ở đây từ realize người ta đang chia quá khứ, mà về còn lại lại chia
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn, vậy chắc chắn có một trong hai vế vế sai rồi. Thế đây đây chỉ đơn thuần chỉ là một câu kể lại, chúng ta dùng quá khứ, vậy sẽ sai ở câu câu C và chúng ta sẽ phải sửa là had been, tức là đã đang lái xe sai hướng rồi, driving. Ok. Tiếp theo number 28, he was the first man reaching the top of this mountain. Anh ấy là người đầu tiên đạt đến đỉnh của ngọn núi này, đúng không? Là người đầu tiên. Ở đây chúng ta là cấu trúc ở đây là the first man sẽ cộng two verb chứ không cộng verb in. Vậy đây chúng ta sẽ chọn là câu C và sửa là two verb nhé. To reach. Rồi tiếp theo nào, chúng ta đến câu 29. Peter night goes for a camping holiday to Bobby Park, not taking part in voluntary activities. Peter thì cũng không đi cắm trại đến công viên Ba Vì mà cũng không tham dự những hoạt động tình nguyện. Thì ở đây chúng ta có cấu trúc là neither và nor. Neither nor thì theo sau nó là động từ phải nguyên dạng, cùng dạng, tức là nếu mà cùng chia ở các thì hoặc là cùng là tính từ, cùng là động từ, tức là không làm gì bản thân nó mang nghĩa phủ định. Ở đây chúng ta sẽ có từ fake đang bị sai các bạn nhé, bởi vì ở đằng trước từ goes của nó đang đúng, người ta đang chia hiện tại đơn thì cái từ take mình cũng phải chia hiện tại đơn. Vậy đây mình sẽ chia là take thêm s thôi. Rồi chúng ta cùng chuyển đến câu tiếp theo là từ trái nghĩa câu 30. Thousands are going starving because of the failure of this year harvest. Hàng ngàn người đang chết đói đấy bởi vì cái sự thất thu của mùa màng, sự thất thu mùa màng. Vậy thì ở đây trái nghĩa với thất thu là bội thu nhá. Sự thành công is success. Rồi vậy đây starving ở đây có nghĩa là đói. Vậy trái nghĩa về đói thì ở đây câu A chúng ta không chọn rồi. Câu C là giàu và câu D là nghèo, chọn câu full. Full có nghĩa là đầy, no đầy tức là no đấy. Vậy chúng ta sẽ chọn câu C, B. Tiếp theo đến với phần phát âm nào. Câu số 31 là phát âm đuôi ED. Chúng ta có happened, lifted, decided và lasted. Trường hợp tờ đờ phát âm là it thì trường hợp này quá quen thuộc rồi. Tiếp theo câu số 32, busy, spaces, boast và swimming. Swim tất cả đều là chỉ có câu A là z. Vậy mình chọn câu A nhé. Tiếp theo từ câu 33 đến câu 40 thì chúng ta có dạng bài, đây là viết lại câu sau cho nghĩa không đổi hay theo yêu cầu. Rồi câu số 33, Mary teacher gave the students many exercises. Cô giáo của Mary đã giao cho học sinh rất nhiều bài tập. Collect sentence, chúng ta phải học thuộc nghĩa tiếng Anh của các cái mục ngữ pháp. Đây là câu trẻ. Câu trẻ là is war cộng cái phần thành phần gạch chân được nhấn, that hoặc who, sau đó cộng các cái yếu tố còn lại hạ xuống. Thế đây chúng ta sẽ viết lại như sau. Is war the student, chính là những học sinh. Is war the student. Mà đúng không nào? That Mary teacher gave, cho chúng ta hạ nốt thôi, many exercises. Rồi tiếp theo number 34, I last met her 3 years ago. Lần cuối cùng tôi gặp cô ấy là cách đây 3 năm. Vậy tức là tôi đã không gặp cô ấy trong 3 năm rồi. Vậy thì viết ra như thế, hiện tại hoàn thành. Đầu tiên là thay đổi thì I have not met với her. Trong 3 năm thì không có dấu hiệu ago, chúng ta dùng for 3 years. Trong 3 năm. I have not met her for 3 years. Cấu trúc của hiện tại hoàn thành là chủ ngữ này cộng have hoặc là has. Có not thì là phủ định nhá. Not thì là phủ định. Cộng verb ed gấp cột 3 và for và since, tùy câu các bạn nhé, tùy ngữ câu ngữ cảnh này dùng for và since gì gì đó. Cái này thì tùy ngữ cảnh, cô không chốt là for hay since, có rất là nhiều dấu hiệu, bỏ đi. Rồi ok, tiếp theo câu số 35, I met a girl, she had been working in this factory for a long time. Tôi đã gặp một người phụ nữ, một cô gái, cô ấy đã làm việc ở trong nhà máy này trong một khoảng thời gian dài. Nhiệm vụ của bạn phải sử dụng relative pronouns là đại từ quan hệ. Vậy ở đây chúng ta thấy hai cái giống nhau là a girl và she. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng đại từ quan hệ là who, bởi vì về sau mang nghĩa chủ động. I met a girl whose had been working in this factory for a long time, trong một khoảng thời gian dài. Number 36, I have ever listened to this song, set for to Susan.
Vậy thì chúng ta nhìn cái dấu này là chúng ta đoán chúng ta sẽ phải chuyển từ câu chủ động sang câu bị động. À, cô xin lỗi, là câu trực tiếp sang câu gián tiếp. Vậy câu trực tiếp sang gián tiếp thì mình có ba lưu ý. Với cái động từ tường thuật là dạng quá khứ đã to told thì mình sẽ phải thứ nhất là lùi một thì. Đúng không? Thứ hai là các cái đại từ này, đại từ này, tân ngữ, đại từ này, tính từ sở hữu này, tính từ sở hữu hay đại từ giờ được chưa? Và thứ ba là thời gian nơi chốn, là mình phải biến đổi thời gian nơi chốn, các bạn phải ôn kỹ lại nhá. Rồi, cô thì kể với Susan rằng đầu tiên chúng ta thấy từ ai, ai ở đây chính là Paul thì mình sẽ quy đổi thành he, đúng không? Tiếp theo, have evolution là thì hiện tại đơn thì chuyển thành quá khứ hoàn thành. À thì hiện tại hoàn thành, cô xin lỗi. Thì hiện tại hoàn thành chuyển thành quá khứ hoàn thành, had ever listened. Ok. Nghe cái bài hát này, nghe cái bài hát này thì từ this phải chuyển thành that song. Ok. Rồi, tiếp theo các bạn nhé. Chúng ta chuyển đến câu 37 này. Chúng ta chuyển đến câu câu số 37. Don't forget to do homework at home, Elizabeth said John. John nói rằng Elizabeth đừng quên làm bài tập về nhà. Rồi vậy thì John reminded, đây là trường hợp đặc biệt, remind somebody to verb hoặc not to verb, đây là dạng tường thuật đặc biệt. Thì remind with somebody thì ở đây là Elizabeth cộng to verb, đúng không? Nhắc nhở ai làm bài tập về nhà thôi, tức là không được quên thì chúng ta chỉ cần to do homework at home. Rồi chúng ta cùng chuyển đến câu 38. If I hadn't visited her, I would not have known the truth. Nếu mà tôi đã không thăm cô ấy thì tôi sẽ không biết được cái sự thật. Vậy thì ở đây chúng ta có cần biến đổi cái vế mà chữ if thành vế unless. Vậy thì if ở đây sẽ dùng với phủ định, còn unless thì không cần phủ định ở động từ nữa bởi vì bản thân nó đã mang nghĩa phủ định rồi. Vậy chúng ta chỉ cần biết là unless I had visited her, tức là trừ khi tôi thăm cô ấy đấy. Nếu không thì tôi không bao giờ biết được. Vì sao viết nguyên? I would not have known the truth. Ok, number câu số 39 nào. Đây là lần đầu tiên tôi đã đọc cuốn tiểu thuyết này, được chưa? Rồi, tức là tôi đã không đọc cuốn tiểu thuyết này trước đó. I have not. Rồi, chúng ta cộng, đây là thì hiện tại hoàn thành thôi, được chưa? I have not. Từ read, từ này có cách đọc hơi đặc biệt, mặc dù cách viết giống nhau nhưng cột đầu tiên bạn đọc cho cô là read, cột thứ hai thứ ba bạn đọc cho cô là read. Read this novel before, trước đó thế thôi, before. Tiếp theo chúng ta có câu 40, don't come late or the teacher will punish you. Đừng đến muộn, không thì cô giáo sẽ phạt bạn. Tức là nếu bạn đến muộn, cô giáo sẽ phạt. Chúng ta sẽ phải biến đổi sang câu điều kiện loại 1, có thể xảy ra hiện tại hoặc tương lai. If cộng chủ ngữ cộng verb ở hiện tại nhá. À, hiện tại đơn nhá, bạn sẽ phải chia, nếu chủ ngữ số ít thì bạn phải thêm s, chủ ngữ số nhiều bạn giữ nguyên, và câu phủ định nữa. Rồi, vế còn lại là chủ ngữ cộng will cộng verb nguyên thể, cộng verb nguyên thể. Vậy thì đây mình sẽ viết lại như sau. Nếu mà bạn không đến muộn, nếu mà bạn không đến muộn, if you don't come late, hoặc là nếu bạn đến muộn đi, if you come late, the teacher, ok, sẽ phạt bạn. The teacher will, sẽ phạt nhá. Cô xin lỗi là chúng ta vế đầu chúng ta viết là nếu bạn đến muộn, will punish you, ok. Chưa? Bài học hôm nay của chúng ta kết thúc ở đây. Một đề thi rất giống format của đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Các em hãy ôn bài thật tốt để chuẩn bị cho những bài thi sắp tới nhé. Có câu hỏi thắc mắc nào thì hãy nhắn vào phần bình luận để được hỗ trợ. Hẹn gặp lại các bạn.